Và bây giờ mời bạn gái của cặp đôi thứ hai. Xin mời. À, em tên gì? Em tên là Trang. Bao nhiêu tuổi? Dạ, cho em tên gì? Khoan, xin lỗi, tên gì nói lớn lên. Tên Trang, nghe. Tuổi, bí mật. Bí mật mà bí mật tới hết chương trình luôn hay bí mật chút xíu thôi? Dạ, bí mật tới hết chương trình đi, chị không mấy tí nữa gặp bạn nam mà nói luôn. Rồi, xin mời chàng trai xuất hiện. Chào anh. Dạ, mời anh ngồi. Anh tên là gì? Dạ, em tên là Tú. Hai em 31 tuổi. Đang làm nghề gì? Em làm quản lý cho công ty trang trí nội thất. Làm quản lý trang trí nội thất. Trang hiện giờ là đang làm gì Trang? Dạ, em đang làm bên bộ phận xuất nhập khẩu chị. Ngoài giờ công việc đó ra thì những lúc rảnh rỗi mình làm gì nữa? Thì em đi cà phê với bạn bè. Rồi ở nhà thiêu tranh. Mình có làm thêm công việc gì nữa không? Tùy theo chị. Ví dụ như dịp Tết á. Làm gì? Dạ, bán bưởi. Bán bưởi hả? Dạ. Ở trong nhà có đông anh chị em không? Dạ không, nhà em thì có ba chị em thôi. Mấy người kia đã có gia đình chưa? À, dạ em trai giữa có gia đình rồi. Rồi sao em mình có gia đình rồi mà mình chưa có gia đình? Chắc tại duyên chưa tới. Mình có kén quá không? Cũng không có kén lắm. Mà em thích cái bạn người bạn trai của mình như thế nào? Người đàn ông của gia đình đó chị. Người đàn ông của gia đình là sao? Em nói rõ hơn tí xíu thôi. Biết quan tâm tới gia đình, biết lo lắng cho gia đình. Kính trên nhường dưới. Vậy thôi là đủ rồi. Về ngoại hình em muốn người bạn trai mình người như thế nào? Đừng có xấu quá, đừng có đẹp quá, đẹp quá thì cũng... Ủa lần sau em không có đẹp hả? Dạ thì cũng bình thường thôi anh Linh ơi. Rồi, nãy giờ anh nghe bạn gái kia nói, anh cảm nhận mình được bao nhiêu phần trăm theo cái yêu cầu của cô gái bên đó? Em nghĩ thì chắc 90%. Dạ. Tự tin dữ vậy trời. Dạ em muốn mới uống Milo mà chị. Bạn làm trang trí nội thất đúng không? Dạ. À, tôi nghĩ rằng cái môi trường đó cũng dễ tiếp xúc với nhiều người đẹp. Nhưng mà lý do tại sao không tìm được một nửa cho mình? Chắc có lẽ là nhiều người đẹp quá nên không chọn được. Em thì em không thích người đẹp quá. Hai người này gu lạ ghê nha. Em thích bình thường thôi anh. Bình thường như thế nào? Giống như Minh Hằng vậy đó. Trời ơi, Minh Hằng là bình thường. Bình thường hay quá ha. Rồi bên kia thích người mẫu người như thế nào? Dạ em thích giống Quyền Linh. Bữa nay Quyền Linh thu hoạch. Nhưng mà bây giờ nói cái không thích đi. Em không thích cái gì về người bạn trai của mình? Không thích uống rượu, hút thuốc. Có uống rượu hút thuốc không? Dạ không. Không được. Em cũng không thích hiền á. Hiền không thích luôn. Thích giữ giữ hả? Dạ giữ giữ cũng được. Để chi? Để có thể bảo vệ em. Giữ giữ với em luôn rồi sao? Thí dụ như giờ bạn trai nó gây lộn qua lại rồi bạn trai nóng quá, bạn trai nó quýnh em một cái rồi em phản ứng sao? Em khóc rồi em không nói chuyện với bạn trai đó nữa. Rồi có tha thứ không? Không. Đó là vũ phu rồi. Rồi bên kia có khi nào quýnh phụ nữ không vậy? Chưa bao giờ. Có ý định chưa? Người ta nói là không nên đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa mà. À, có bực mình lắm lấy chổi lông gà đánh. Không, phải lấy cái khăn mùi xô gói cục gạo tổng á. Trời ơi, trời ác luôn rồi ơi. Ác. Trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Ba mối tình. Nhưng mà trong đó có một mối cuộc tình bị cô ấy hạ bằng nóc ao. Là thôi, sao? Hạ nóc ao là sao? Có nghĩa là vừa vô hẹn hò cô ấy cho em đo dáng luôn. Là sao? Cô ấy cho em leo cây luôn. Thế là tay ế tới giờ luôn. Lâu chưa? 2 năm rồi. 2 năm qua bạn chờ đợi một cái tình yêu mới như thế nào? Đi làm thôi. Thế mạnh của bạn theo bạn là cái gì? Để người phụ nữ thích. Hòa đồng vui vẻ với mọi người, chiều chuộng phụ nữ. Rồi điểm yếu của bạn là gì? Sợ thấy con gái khóc, em không dỗ được. Đừng có quýnh người ta sẽ không bao giờ khóc. Còn điểm yếu gì nữa không? Hết rồi. Rồi, tôi nãy giờ bên đó nói là bên đây là bạn gái cứ ngồi gật đầu có vẻ rất là hài lòng với những cái điều mà bên kia chia sẻ. Nhưng bây giờ chị hỏi em một câu nè, mặc dù là bạn chưa có giới thiệu về tuổi nhưng mà theo cái cặp mắt quan sát của Tường thì bạn cũng không còn trẻ nữa. Vậy thì ngày hôm nay mục đích đến đây là muốn tìm một người bạn trai hay là thấy được là coi như là lấy luôn làm chồng? Dạ thấy được lấy luôn làm chồng. Có nghĩa là tinh thần là dạ, chuẩn bị tinh thần rồi chị. Đó, được là lấy luôn đúng không? Dạ. Bên kia có muốn lấy luôn không hay là chỉ mến đến tìm hiểu cho làm quen làm bạn cho vui thôi? Nếu mà được là... Nhưng mà ví dụ như bên đây á, bên đây là hiện giờ chưa biết tuổi nè, bên kia 31 đúng không? Có đuổi bên đây người ta 34, 35 tuổi thì sao? Thì kệ nó, chịu tình yêu làm gì có tuổi tác. Chấp nhận con gái lớn 2. À, bên đây hỏi là có chấp nhận con gái lớn 2 không chị? Tuổi tác thì em nghĩ chắc cũng 1-2 tuổi cũng không thành vấn đề. Không thành vấn đề đúng không? Ok, được rồi. Tuổi tác không thành vấn đề. Bây giờ để tôi nhìn coi bên này già hay trẻ chứ bên đây là tôi thấy rồi. Khoan Tường, khoan mở cái màn anh hỏi. Bây giờ để anh hỏi cô bé bên đó nè ha. Bạn có thích chàng trai nhiều tóc không?
gì vậy trời? Người ta đến cái đoạn coi mặt rồi mà ông hỏi là cái đầu tóc. Bình tĩnh. Nói chung là nhìn sao được thôi nên ơi, chứ nhiều quá cũng không được mà ít quá cũng không được. Theo kinh nghiệm của chị là coi như không có tóc rồi đó. Quá trời nhiều luôn. Chào em. Sống với ba mẹ hả? Út rồi. Coi như là cái gì là Út chịu hết phải không? Mẹ không chịu thì em có chịu không? Mẹ nó nói là em chịu là mẹ chịu mà. À em chịu rồi, được rồi, vậy được rồi. Rồi vậy đi. Để tôi qua bển coi sao. Coi bển. Nhiều tóc, ít tóc. Bên đó bán bưởi. Cái vỏ bưởi đó mình nấu. Mau lắm. Chào em. Anh đoán được tuổi không? Nếu mà nhìn mà sơ sơ á, đoán khoảng 30. Nếu nhìn kỹ kỹ á, đoán khoảng 33. Không biết phải không? Dạ phải. Rồi cảm ơn bạn. Rất là xinh. Bây giờ thì cho hai bạn nhìn nhau trực tiếp. Bây giờ kéo màn lên. Tuổi tác không quan trọng. Tuổi tác không quan trọng, chỉ có mẹ mới quan trọng thôi. Chỉ có tóc tai mới quan trọng thôi. Quan trọng là tóc tai thôi. 2 phút bắt đầu. Dạ. Em ở đâu? Dạ em ở quận 9. Ở quên. Trời đất ơi. Dạ tại nãy em xưng là em nên hơi vậy. À, mình ở quận 9. Không quan trọng. Mình ở Đồng Nai. Ở luôn. Nãy không nói chuyện đây lớn, bây giờ qua gặp người đẹp nói chuyện nhỏ chút xíu mà thôi. Anh nghĩ là nhìn nhau là đủ rồi anh. Nhìn nhau đủ hả? Nhìn nhau là đủ. Ngủ là mà ngủ. Nói đi em, không mấy mình lớn mình chủ động luôn đi cưng. Mình lớn nhưng mà mình cũng là con gái. Ủa vậy bạn này lớn, bạn này mấy tuổi? Thì đó 2 tuổi. Chuyện nhỏ mà. Nhưng ta đẹp hơn mình. Có nhiều tóc hơn mình, có quyền. Anh gì thằng của anh. Không mà em thấy bạn cũng đẹp mà. Sao anh nói bạn xấu? Đâu có nói xấu. Đâu có nói xấu đâu. Ta chỉ nói nhiều tóc. Bạn thấy anh nói xấu. Chưa gì Binh không mọi ơi. Chưa gì Binh rồi. Tiếp còn 1 phút nữa, nhanh lên em. Em có muốn bấm chuông không? Em có muốn bấm chuông không? Dạ. Tôi bấm thì Trang bấm. Okay. Chơi kỳ vậy. Vậy nó đỡ quê anh. Bây giờ tôi hỏi lại là nếu như mình nói là không thích thì sao? Không thích thì thôi chứ sao giờ. Nếu tao không thích thì bạn có thích bấm chuông không? Đừng có suối. Tình yêu mà sao suối. Trời ơi. Bấm đi có bưởi ngồi đầu. Nhanh lên trời ơi. Cứ lo tặng mấy trái bưởi không là chết rồi. Thôi hết giờ. Thôi vậy thôi đi. Nè tôi cũng nhắc cái này không đem cái quà để đang chi mọi. Anh rung quá em quên. Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Mời các bạn đặt tay ra sau thành ghế. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2. Dạng gì ông biết chưa? Hù. Và 3. Mấy người này suối hoài rồi để người ta làm. Hết thời gian. Rồi. Đến đây chưa có tới được gần đâu. Bạn bấm sau hình như là 3 giây. Tôi không đồng ý. Tại cái chuông nó không ăn á. Sao không ăn? Chuông chương trình làm gì không ăn? Không. Chắc phải kiểm tra lại. Em đồng ý. Không, tôi không cho. Không phải. Hồi nãy giờ là chưa tình, ta đã muốn nhấn từ trước. Tôi không cho, bây giờ tôi không cho thì sao? Dạ anh không cho mà em nhận quà rồi. Đó, đỡ rồi. Thua, đi qua bên kia đi ông ơi. Đó, cái gì vậy hoài à? À, bạn ta nhìn thấy điều gì ở bạn nữ? Cũng dễ thương, nghiêm túc trong tình cảm. Thế còn em cảm nhận gì về người bạn trai bên kia? Giống như chị nói, thời gian giờ cũng còn có ít à. Nên thôi, có đối tượng thì mình cứ tìm hiểu. Thời gian còn ít là thời gian gì? Dạ em bây giờ đã hơi lớn tuổi rồi. Nên là cũng muốn tìm cho mình một cái bờ vai để nương tựa. Và em thấy người đàn ông kế bên là... Thấy bờ vai sao? Hơi nhỏ nhưng mà cũng được. Hơi nhỏ nhưng mà cũng được. Rất là chân thành. Và cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc cho hai bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cho bản thân mình.
Và bây giờ mời các bạn sẽ đến với vòng quay may mắn để xem chúng ta có được nhận những phần quà từ nhà tài trợ Toshiba hay không. Xin mời các bạn.